Chào anh Phong, khỏe không? Cảm ơn, tao chưa chết. Nghe nói anh Phong ở đây, mày ăn phép qua chào anh Phong cái. Mẹ nó, thằng chó, má nó, nó không phải là con ông già, tao đập nó chết mẹ nó rồi. Mày nhắm mày đánh lại nó không? Mày ngu quá. Tao dùng trí, muốn gì dùng sức. Mày chờ coi, tao sẽ làm gì thằng đó. Mày nè, chuyện hôm bữa tao nói với mày á, mày nghĩ sao? Chuyện gì? À, chuyện đến Ba Long đó hả? Mày khùng hả? Nói nhỏ thôi, muốn chết hả mày? Sợ mẹ gì chứ, ở đây có ai đâu. Mày ngu quá, mày chưa biết thằng già đó là người như thế nào đâu. Đúng á, là tao không biết chả là người như thế nào. Nhưng mà tao thấy chả cũng bình thường. Còn nếu mày muốn tao giúp mày á, thì mày phải nói cho tao biết thằng chả là người thế nào. Và điều đặc biệt là tao vô cùng thắc mắc một chuyện. Thằng chả là cái mã mẹ gì mà ba mày chịu sống dưới trướng ổng mấy chục năm qua vậy? Alo, nghe. Này mày sao vậy? Thôi, anh em với nhau mà, bỏ qua đi. Anh nói dễ nghe quá hả? Anh em với con mẹ gì chứ? Nó có coi tôi là anh em không? Hả? Nếu không có tôi á, nó đã chết bất xác từ lâu rồi. Đó, thấy chưa? Mày cứ như vậy hoài, làm sao nó không tức mày được? Tức cái gì? Hả? Lúc nào mày cũng nghĩ mày ban ơn cho nó, và nó phải làm con chó đi bên cạnh mày. Anh em kiểu gì kỳ vậy? Tao không quan tâm chuyện mấy ông, nhưng tao muốn tìm cách kéo thằng Thảo về. Nó không phải là thằng gì tiền bán rẻ anh em. Tao nghĩ có vấn đề trong chuyện này. Dạo này mày cũng dữ dội quá ha. Có gì đâu anh, kiếm ăn thôi mà. Dừng lại đi, về làm với tao. Mọi chuyện không còn đơn giản nữa đâu. Ông ta chỉ muốn lợi dụng mày thôi. Mày muốn kiếm ăn chứ gì? Về với tao, cái gì cũng có. Mày muốn cái gì tao cũng lo cho mày được hết. Bạn bè với nhau, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Em hiểu mà. Chẳng qua là vì em không còn cách nào khác. Người ta hả?
Sao em... Tính rủ anh đi ăn mà đã đến nơi thấy anh chạy đi nên em đi theo anh. Nhớ thì gọi đi, làm gì phải cố gắng. Được gì đâu. Sao lại không? Biết đâu bây giờ chị Linh cũng đang chờ anh gọi điện thoại cho chị. Thôi đi về. Không muốn cười thì cũng đâu có cần gượng cười, giả tạo lắm. Người ta đã bỏ mình đi một lần rồi, bây giờ mà có quay lại, người ta cũng có thể bỏ mình đi một lần nữa. Em nhớ ngủ sớm nha. Anh Thảo, mình đi ăn đi. Anh sao vậy? Anh không muốn đi ăn. Bây giờ chỉ muốn đi đánh lộn thôi. Tao đưa mày lên được thì tao cũng đạp mày xuống được. Nhảy tình anh Phi, tao cho mày một con đường sống. Một là mày biến khỏi chỗ này, còn hai là mày cứ tiếp tục. Hả? Giết được thì giết, nói nhiều lắm con mẹ gì. Giết nó cho tao. Dừng lại! Dừng lại!
Tụi bay có nghe tao nói gì không? Ai cho phép mày làm chuyện đó? Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ để cho thằng cha Tư Lân với thằng Thảo muốn làm gì thì làm sao? Bà có biết họ đang làm cái gì không? Mày im ngay! Từ bây giờ trở đi là tao cấm mày. Mày không được dây vào bất cứ một chuyện gì cả. Mày lo mày làm công việc của mày đi. Nhưng mà cô, sau khi xong chuyện tao sẽ cho mày tùy ý xử lý nó. Em nói anh rồi sao anh không nghe? Đừng có nhăn. Ba cái vụ lẻ tẻ này nhầm nhò gì đâu. Có sao không? Em xin lỗi. Lần này anh thoát á, nhưng mà anh có chắc lần sau á anh sẽ còn mạng trở về không? Anh không sao đâu. Đừng có lo nha. Sợ lắm không? Anh nghe lời em đi, đừng có dính vô mấy chuyện của mấy ổng nữa. Ba, con thấy làm theo cách của Hải Trắng á cũng chỉ thuận lợi cho công việc thôi. Thằng cha già đó có bao giờ ra mặt đâu, muốn đánh thằng cha cũng khó nữa. Việc đầu tiên ấy là làm sao cô làm được lão ta. Nếu vậy thì bằng mọi cách phải kéo chú Năm và cô Sáu về phía mình. Lúc đó không có ba và hai người đó, chắc chắn ông già sẽ bị tàn phế. Còn thằng Phong với thằng Thái không làm được gì đâu. Điều đó tao đã nghĩ từ lâu rồi. Nhưng mà thằng Năm lúc nào cũng bắt theo đuôi hết, còn con Sáu thì dạ em nghe nè ba. Uống đi chú Tư, tôi mới tìm được loại trà ngon lắm đó. Dạ. Pha bằng nước suối thiên nhiên. Uống trà là phải nhấp từng ngụm mới thấy ngon. Anh ba thông cảm, tôi là dân chợ búa, ăn uống bổ bã quen rồi. Nhấp nháp kiểu này không có hợp. À, hôm nay anh gọi tôi đến có chuyện gì không vậy? Dạo này tôi nghe nói mấy đứa nhỏ bên chú làm việc cũng khá lắm. À, cũng bình thường thôi anh. Tôi á, đúng là già thiệt rồi, chẳng có làm ăn gì được nữa. Anh ba giỡn hoài, anh mà già cái gì? Nhưng mà sao tự nhiên nói vậy? Có lẽ đã đến lúc tôi phải nghỉ ngơi rồi. Công việc của anh em chắc phải nhờ vào chú. Anh ba uống trà đi. Dạo này anh ba vui tính quá. Anh đừng có nói giỡn nữa mà, anh vẫn còn khỏe mạnh bình thường, tại sao lại nghỉ? Nhưng mà nói gì thì nói, cũng nhờ có anh cho nên anh em mình mới ăn nên làm ra. Làm sao anh nói bỏ là bỏ được? Dù cho tôi có đồng ý, mấy đứa nhỏ nó cũng không chịu đâu.
Người xưa có câu là trường giang sống sau, xô sống trước. Con người dại nhất là không biết điểm dừng. Vấn đề chính hôm nay tôi muốn gặp chú không phải vì việc này, mà là tôi muốn chú thay tôi đứng ra lo cho anh em. Tôi chỉ đường cái ăn to nói lớn thôi, chứ biết tính toán gì đâu. Làm sao mà thay cho anh ba được? Tôi thì thấy hoàn toàn ngược lại. Chú tính toán giỏi hơn tôi nhiều. Ba, ba thấy ổng có âm mưu gì không? Theo con cảm nhận á, ông già này không có đơn giản đâu. Cho dù ổng có nghĩ á, thì xung quanh của ổng á vẫn còn thằng Phong với thằng Thái, chú Năm và cô Sáu. Từ trước tới giờ thằng chả có coi ba ra cái gì đâu. Ba nè, bây giờ ba hãy lôi tất cả công việc làm ăn về tay của mình, để cho thằng già đó ngồi một góc làm pho tượng cho mình vẹn tình vẹn nghĩa là được rồi. Được không ba? Như vậy là sao hả anh ba? Bỏ tay ông già thiệt. Không biết ông đang nghĩ cái gì nữa. Mà thì cứ nghĩ đi chứ tính toán gì. Thôi đi ông ơi, ông tưởng tôi ngu lắm à? Nhưng mà ba với anh nó muốn làm gì thì làm, đừng có quên nó lời đã hứa với tôi đó. Bộ mày không làm gì cho thằng Thảo Ma thì mày chết hả? Mày mà không bỏ cái tính đó, có ngày mày sẽ gặp chuyện cho coi. Sao rồi? Ông Năm và bà Sáu mới tới. Sáng giờ ông không đi đâu hết. Mày cứ tiếp tục theo dõi cho tao, theo sát ba lòng. Thằng Thái, thằng Phong có động tĩnh gì á thì gọi điện thoại báo cho chú Tư hoặc thằng Bảo biết. Mày đi đi. Dạ em biết rồi. Dạ chào anh. Em xin lỗi chuyện tối hôm đó. Có gì đâu mà xin lỗi. Tại tối hôm đó em tức quá. Em thấy chị Linh như vậy, đối xử với anh như vậy là không được. Cho nên em mới nắm tay anh. Mà lúc về nhà em thấy em làm như vậy là không có đúng. Em sợ em làm tổn thương anh. Anh với cô có còn là gì của nhau nữa đâu mà. Em đi. Đừng có tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Em muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết mình phải tôn trọng bản thân mình cái đã. Em biết rồi. Anh ăn đi. Em ghé siêu thị mua cho anh đó. Cảm ơn. Mà anh biết không, em tính á, xin cô Sáu cho em nghỉ mấy tuần, để em về sửa nhà cho ba má em ở dưới quê. Nhà dưới quê dột quá trời luôn rồi. Mà hôm trước em nhớ là anh có rủ em về thăm ba của anh, sẵn về làm lại mộ cho mẹ anh luôn đúng không? Hay là sẵn dịp này anh với em về thăm ba má em, rồi về thăm ba của anh luôn, được không? Dạo này anh bận, để lúc khác.
của anh hả? Áo của anh dơ quá à, để em giặt cho. Cả nữa. Em cũng không biết là bây giờ em phải làm sao nữa. Em nói ảnh rồi nhưng mà anh không có nghe em. Phải tìm mọi cách lôi thằng Thảo ra thôi. Sắp có chuyện lớn rồi. Tại sao có chuyện quan trọng như vậy không nói trực tiếp với em? Có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi. Ra đây. Ừ, thằng Thảo phát hiện rồi, chắc không kéo nó ra được đâu. Ừ, nhưng để nó bên cạnh ông Tư sẽ rất nguy hiểm cho mình. Rồi, rồi, chút xíu nữa gặp. Ừ. Em làm tất cả những điều đó cũng chỉ vì anh thôi. Nếu em lo cho anh thì tốt nhất em đừng để anh phải lo cho em. Cuộc đời của em đâu còn gì để mất đâu. Nhưng mà còn anh, anh còn rất là nhiều thứ. Em phải giúp anh. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tại sao lúc nào em cũng coi mình không ra gì hết vậy? Đối với anh, bất kỳ ai, làm nghề gì, rồi xuất phát điểm từ đâu không quan trọng. Chỉ cần họ làm hết sức mình, họ cố gắng vì mình, vì gia đình của mình, tất cả đều xứng đáng để được tôn trọng. Em còn cha mẹ, còn em trai của em, rất nhiều người cần em. Anh cũng vậy mà. Còn rất nhiều người lo cho anh, luôn quan tâm tới anh, luôn luôn nghĩ cho anh có biết không hả? Dừng lại đi anh, em sợ lắm. Anh biết là mình đang ở đâu và làm gì em. Anh không muốn em quan tâm tới chuyện này nữa. Ngọc nè, anh không sao đâu. Nhưng em phải hứa với anh là em sẽ không bao giờ đụng vào chuyện của anh nữa, được không? Hiện tại thông tin Ba Long đang thối vị chỉ có những tên cầm đầu băng nhóm biết và không gây ra bất cứ xáo trộn nào trong địa bàn. Nhưng đó chính là bằng chứng rõ ràng chứng minh được vai trò của Ba Long đối với hoạt động của băng nhóm. Việc này ngoài nghi vấn là cái bẫy dành cho Tư Lân và Hải Trắng, cháu nghĩ rất có thể ông ta đang muốn rút ra để xóa bỏ những dấu vết liên quan đến đường dây tội phạm mà Ba Long đã dựng lên. Vai trò của mạng lưới đã ổn định chưa? Dạ, tất cả đều diễn ra theo đúng sự chỉ đạo của thủ trưởng. Đã đến lúc ta buông toàn bộ địa bàn, tạo điều kiện cho Tư Lân và Hải Trắng hoạt động. Thank you.
Khi tụi anh phát hiện ra thì cô ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Nhưng mà tụi anh nghĩ còn nước thì còn tàn. Anh đã cố gắng chữa trị cho cô ấy bằng tất cả mọi cách. Từ Nam ra Bắc, từ Đông Y tới Tây Y, nhưng mà cuối cùng thì không đạt kết quả gì hết. Anh mới quyết định đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị. Nhưng mà anh nói là lúc đó hoàn cảnh của hai người khó khăn lắm mà. Tiền đâu anh đưa cô ấy đi chữa trị? Lúc đó anh may mắn gặp được một người. Người đó đã tài trợ toàn bộ chi phí chữa bệnh cho cô ấy. Xã hội mình cũng còn nhiều người tốt quá, đúng không anh? Nhưng mà cuối cùng thì cô ấy cũng không qua khỏi. Thật ra thì tụi anh cũng không hối hận gì hết, bởi vì tụi anh đã cố gắng bằng tất cả mọi cách rồi, trong khả năng của mình. Nhưng anh chỉ day dứt một điều là không biết cho đến bao giờ anh mới có thể trả được món ân tình đó. Sao em tới mà không báo cho anh biết trước? Vậy mà bất ngờ chứ. Em vào đi. Thôi, anh coi tiếp đi, để em làm cho. Đây, có rồi đây. Món anh thích nè. Cảm ơn em nha. Vừa có đá banh, vừa có đồ nhậu luôn ha. Hấp dẫn quá. Anh cảm ơn em nha. Dạ, đâu có gì đâu phải cảm ơn anh. Với lại em biết anh thích ăn món này mà. Anh. Hả? Vừa có đá banh, vừa nhậu ha. Ủa, nhưng mà chết rồi. Gì vậy? Em quên mua bia rồi. À, không sao đâu, uống nước lọc cũng được mà. Thôi, đã nói hôm nay nhậu mà. Với lại á, hôm nay em muốn uống bia. Anh, bây giờ anh ngồi đây nha, để em xuống dưới mua bia ha. À, thôi được rồi, em cứ ngồi để chơi đi, để anh xuống dưới anh mua cho nha. Dạ, vậy thôi cũng được. Đối tượng đã ra ngoài. Đối tượng đã ra ngoài. Đó.
Chị tiếp tục theo dõi. Dạ. Em làm gì trong phòng của anh vậy? Em tính là mua tặng anh mấy cái áo. Em muốn làm cho anh bất ngờ đó mà. Có thật là như vậy không? Em nói thật mà. Không lẽ anh không tin em hả? Anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh ra ngoài trước nha. Dạ. Để đem cho áo lại nha. Em ơi, sao lâu dạ, vậy? Dạ, em ra liền. Này này anh, rút đi sao? Chắc không sao đâu anh. Rút đi. Theo như những gì mà chúng ta quan sát thì chúng ta có thể dự đoán rằng căn phòng của Tài Cận có thể sẽ thông với một căn phòng khác. Em cũng nghĩ như vậy. Theo những gì em nghe thấy á, hình như là bên đó có một lối đi riêng. Mọi người ơi, có thông tin rồi mọi người ơi. Sao rồi? Dạ, em lấy được bản sơ đồ thiết kế của chung cư nè. Anh nhìn đi, nhìn sơ qua bản thiết kế thì không có căn phòng nào nối với căn phòng ngủ của Tài Cận.
Nhưng mà em vừa mới phát hiện ra được một thông tin rất là quan trọng. Căn hộ kế bên căn hộ của Tài Cận là do Bảo, con trai ông Tư Lân đứng tên. Có thể đây là manh mối cho việc điều tra của chúng ta. Trước mắt cậu hãy điều tra xem căn nhà này Bảo mua từ khi nào. Dạ. Thôi, cũng trễ rồi, anh em nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục làm việc. Lần này cũng may là không có gì xảy ra. Nhưng tôi nghiêm túc nhắc nhở đồng chí Lan. Đồng chí thừa biết khi tiến hành trinh sát sẽ có rất nhiều tình huống xảy ra. Vậy mà đồng chí không mang theo điện thoại, rồi lỡ không xử lý kịp, chuyên án bị lộ, rồi đồng chí gặp nguy hiểm thì sao? Nhưng mà em... Thôi, được rồi. Mọi người về ngủ hết đi. Có gì thì ngày mai chúng ta bàn tiếp. Nè, em cũng thường biết tính của đồng chí mình hơi nóng nảy mà, nhưng em cũng có phần sai trong đó đó. Được rồi, cố gắng lên, anh em chung đội hết cả mà nhé. Dạ em biết rồi. Thôi vào phòng nghỉ đi em. Em xin lỗi, mai mốt em sẽ chú ý hơn. Chú ý cái gì? Làm việc bất cẩn như vậy mà còn lần sau nữa hả? Người ta biết rồi mà. Biết cái gì? Nói cho nhớ, có bao nhiêu cách để xử lý, sao lại phải ôm đối tượng chứ? Nhưng mà tại vì lúc đó em... Trai đơn gái chiếc, lỡ đối tượng á, nó tưởng em bật đèn xanh, phải làm cái gì đó rồi sao? Nhưng mà em không cho thì ai dám làm? Anh cứ la em hoài à. Em còn cãi nữa hả? Người ta là đàn ông, em tưởng em có võ là chống lại được hả? Mà cuối cùng á, em có bị gì đâu. Người đâu á mà khó chịu, khó tính, khó ưa, độn già. Bởi vậy á, ế là phải. Được, tôi đồng ý. Cứ làm như vậy đi. Này, nhưng phải thực hiện hết sức cẩn trọng nhé. Nhớ là phải tuyệt đối giữ bí mật, rõ chưa? Mời vào. Tôi đến đây để báo cáo về đường dây cá độ bóng đá của Tư Lân. Các anh em ở phòng đã thu thập gần như đầy đủ chứng cứ về cách tổ chức và điều hành đường dây cá độ bóng đá của Tư Lân. Tốt lắm. Tổ B2 cũng vừa gửi báo cáo về cho tôi. Tất cả các thông tin thu thập được đều rất trùng khớp. Vậy bây giờ chúng ta có thể truy quét băng nhóm tội phạm của Tư Lân bất cứ lúc nào. Lẽ ra tôi cũng không muốn tổ chức tiệc tùng làm cái gì. Đây là cái chuyện nó không có cái gì lớn lao lắm, tốn thì tha và phiền thải, đó là lẽ tự nhiên thôi. Tôi thì cũng chẳng biết nói gì. Thôi thì chúc mấy anh em khỏe và làm việc thiệt tốt.
mọi việc bây giờ đó trông cậy vào chú Tư nè và tất cả các anh em ở đây. Thật sự tôi không muốn ngày này đến chút nào, nhưng mà khi anh ba đã quyết á thì anh em có cản cũng không được. Thay mặt tất cả anh em xin cảm ơn anh ba vì tất cả những gì anh đã làm. Xin mời. Mời. Mời ba. Mời. Tình hình các tổ sao rồi? Báo cáo vẫn bình thường. Ừ, cứ làm theo kế hoạch đi. Rõ. Bất chiến tự nhiên thành. Ông anh phải tổ chức ăn mừng thật to mới được đấy. Hàng đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh của ông anh thôi. Chưa đâu chú em, cuộc chơi còn dài mà. Tôi chỉ sợ ông anh nghĩ vậy thôi. Trong nay mai kế hoạch sẽ được tiến hành. Vẫn vậy thôi. Thầy có thể nói cho tôi biết hung tinh người ở bên cạnh tôi là người như thế nào không? Nham hiểm, độc ác, oán hận ngút trời. Cái người này là đàn ông. À, không phải, là phụ nữ. Mà cũng không phải, tôi thật sự không thể thấy được người này. Nhưng mà dù có thế nào đi nữa, một mất một còn, không thể nào khác được. Chuyện gì vậy sao? Anh và thằng Hải Trắng làm ăn chung với nhau phải không? Mày nghe chuyện đó đâu ra vậy? Anh ra ngoài hỏi tụi nó kìa. Thằng nào cũng biết anh và thằng Hải Trắng đi gặp nhau, phải không? Mày có bị gì không sao? Bây giờ vũ trường mở ra để khách đến chơi, không lẽ mày cấm người ta tới hả? Mà người ta tới vô tình gặp nhau, uống với nhau vài ly, như vậy không được hả? Anh có biết là giang hồ người ta đồn cái gì không? Biết. Tao biết hết. Tao không quan tâm chuyện đó. Anh à, sao à? Mày ra đời bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mày còn lồng lộn gì mấy tên như vậy hả? Anh Tư à, anh thừa biết thằng Hải Trắng chứ.
anh có biết là nó? Được, tao biết, tao nghe hết rồi. Người ta còn đồn tao mới vừa lên nắm quyền đã làm ngược lại ý của anh ba trước đây rồi. Như vậy là tao có âm mưu từ trước, đúng không? Bốn anh em với nhau sống với nhau mấy chục năm rồi, bây giờ mày không tin tao sao? Ví dụ tao có bắt tay với Hải Trắng đi nữa thì bí mật gặp nhau ở đâu đó, chứ đến ngay ở Milan để tất cả thiên hạ đều biết à? Không lẽ mày nghĩ tao ngu vậy hay sao? Nhưng mà không như nghĩ gì hết á. Tao cam đâu với mày, thằng Tư này nè không phải là người bán rẻ anh em đâu. Đã bao lần tao hy sinh cái mạng già này ra cứu mày, những điều đó đủ để kiểm chứng là tao nói chưa? Sao? Để thiệt, để thiệt. Lúc nãy thì sao? Tao không bao giờ bán rẻ anh em. Ba nói được câu đó luôn hả ba? Ba không thấy nhột hả? Nhột con mẹ gì. Tao không bao giờ bán rẻ anh em đâu. Được ra mới bán cho mày, bán rẻ uổng. Nè, mày kiểm tra giùm tao coi, xem có phải lâu già tung tin đồn không. Chuyện này con thấy cũng kỳ kỳ đó ba. Sao kỳ? Ba không thấy hả? Từ trước tới giờ nè, lúc nào ông Ba Long cũng trúng chua trúng nhủi ở sau lưng ba với lại cô Sáu. Bây giờ ông đã về giường rồi. Nếu như thằng Chả cho người đưa tin này ra, chẳng khác nào ông giặt áo cho người xem lưng. Cái gì nữa đây? Tao vảo quá. Mày còn gì? Mày sao vậy? Hôm qua mới đưa tiền cho mày mà. Hết rồi. Không ấy, hay là mày cho tao mượn đi. Vài bữa tao có tao trả mày liền. Mày khùng quá. Anh em với nhau không mà, không cần phải vậy đâu. Mày có muốn kiếm thiệt nhiều tiền không? Dạo này mày rảnh rỗi quá ha. Ai nói với anh như vậy hả? Còn mấy cái nhà hàng và một cái xưởng giấy một mình em làm thôi, ông già không có rớ đâu. Ủa thằng Thái đâu? Đi học rồi. Học cái gì? Nghe nói học thạc sĩ gì đó, em không có hỏi cho nên cũng không biết. Thằng học cho lắm tấm cũng ở chùa như ta thôi. Thôi dừng lại chút đi, tao muốn hỏi gì này. Có chuyện gì hả?
Bộ ông già mà rút thiệt hả? Anh ăn tiệc rồi mà không nhớ nữa à? Em không có hỏi, mà ông cũng không nói thì em cũng đâu có biết đâu. Ừ. Rồi công việc bên chú Tư, chú Năm, cô Sáu thì sao? Bình thường, nhưng mà làm thì cũng như không làm vậy. Tới tháng mới lấy tiền. Vậy à? Còn vụ ông Tư, bây giờ ông làm cái gì á là quyền của ông, em không có quan tâm. Ủa, mà sao anh quan tâm mấy chuyện này quá vậy? Không quan tâm sao được, bây giờ ông là quản lý rồi, lỡ có chuyện gì thì mình đâu có yên. Bây giờ có cho tiền ông cũng không dám làm bậy đâu ha. Mà cho dù ông có làm gì đi chăng nữa thì ông cũng chịu trách nhiệm, chứ mình có chịu đâu. Lâu quá anh em không lay ra, tối nay kiếm chỗ nào làm về trái nha. Ok. Anh uống thêm một ly đi. Vô em, cạn ly. Vô, vô. Em cứ việc chơi thoải mái đi. Anh Phong ra chơi tụi em đi. Ok em. Gì? Anh Phi, ra nhảy. Mẹ anh chút nha. Go, go. Go, go. Mày dám giật cát của tao hả? Chết chả, có phải anh Phong không ta? Anh có sao không? Xin lỗi anh Phong, em không biết anh. Anh thông cảm. Biến mẹ giùm em đi, không thì em đập bể mặt anh bây giờ. Thời của cha con nhà anh hết rồi, hiểu chưa hả? Xin lỗi nha. Mày tao nói cho mày biết, yếu thì đừng có ra gió. Những cái đám du côn của mày đi chỗ khác chơi nha. Mày dám đánh tao hả? Giết mày. Thôi không, bỏ chỗ này đi, kiếm chỗ khác ra chơi. Đi nha. Mày hả mày? Em càng nghĩ em càng thấy tức hả? Thôi bỏ đi, cho tụi nó một cảnh là xong. Giận làm mẹ gì, rượu ngon cái đẹp, lo gì mà không chơi. Vô. Hey. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh không cần thiết phải yêu em. Anh xin lỗi em. Ba, con mới về. Đi đâu? Mà giờ này mới về hả? Con đi chơi với anh Phi Banda. Suốt ngày chơi bời gái gú, lo mà làm ăn đi. Dạ thưa chú. Có chuyện gì mấy chú? Chúng tôi muốn mời anh Phong về để hợp tác điều tra cùng với chúng tôi. Điều tra cái gì? Về vụ tối hôm qua anh đã đánh nhau với một nhóm người ở vũ trường. Hả? Phải. Anh đã đánh một người bị trọng thương ở vũ trường, có đúng không? Nhưng mà họ tấn công tôi trước mà. Và giờ người đó đã chết rồi. Hả? Sao? Không thể nào. Không thể nào chết được. Mời anh theo chúng tôi. Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới tin tôi đây? Lúc tôi rời khỏi hiện trường anh ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Làm sao anh ta có thể chết được chứ? Có nhân chứng ở hiện trường đã chứng kiến anh đánh liên tục vào nạn nhân. Và anh nói rằng tao giết mày, đúng không? Thì lúc đó tức giận quá tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà thật sự là tôi không có cố tình giết anh ta. Lúc ở vũ trường anh và nạn nhân đã xô xát với nhau. Nạn nhân đã nói với anh là hai cha con anh đã hết thời rồi, đúng không? Đúng. Hết thời là thế nào? Câu hỏi này có ý gì? Bộ anh và nạn nhân có quen biết và mâu thuẫn với nhau từ trước, đúng không? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi hoàn toàn không biết nạn nhân. Và tôi cũng chưa bao giờ quen nạn nhân. Tôi cũng không bao giờ để ý đến câu nói của anh ta. Tôi chỉ tức giận là tại sao anh ta tấn công tôi trước mà thôi. Theo lời nhân chứng thì hình như nạn nhân đã biết anh từ trước. Và không thể tự nhiên mà nạn nhân nói những điều như vậy. Hay là anh đang giấu giếm chúng tôi điều gì đó? Và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát của hai người. Thưa cán bộ, tôi không hiểu ý cán bộ muốn nói gì. Nhưng mà tôi nói cho anh biết là tôi chưa bao giờ quen biết nạn nhân. Anh nói sau khi đánh nhau với Thủy, anh đã cùng với những người bạn của anh đi chơi ở vũ trường khác. Và đã qua đêm với một cô gái. À, đúng. Vậy cô gái ấy là ai? Tên gì? Quan hệ với anh như thế nào? Hiện tại bây giờ cô ta đang ở đâu? Làm sao tôi biết cô ta ở đâu được? Quen nhau ở trong vũ trường, thích nhau thì qua đêm thôi. Cần gì phải có quan hệ chứ. Vậy cô ta tên gì? Tôi không biết. Anh ở cả đêm với cô ta mà không biết cô ta tên gì? Thưa cán bộ à, lúc đó tôi sai quá, tôi không có thể nhớ hết được. Vậy là có lẽ do anh sai quá nên anh không nhớ là đã rời khỏi khách sạn và đã tấn công nạn nhân, hoặc anh đã giao cho ai khác tấn công nạn nhân. Nè, anh đừng có vu khống tôi. Đêm đó tôi ở trong khách sạn, người ta có thể làm chứng cho tôi. Ai làm chứng cho anh? Cô gái đó. Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Làm sao tôi biết được chứ. Bây giờ các anh có thể tới khách sạn tìm hiểu. Có thể là các nhân viên ở khách sạn có thể làm chứng là đêm đó tôi ở đó. Chúng tôi đã đến đó. Và đúng là tối hôm qua anh đã có thuê phòng. Nhưng nhân viên của khách sạn không thể xác định được anh hay bất cứ vị khách nào có rời khỏi khách sạn và trở lại hay không. Và một điều vô cùng trùng hợp, đoạn băng ghi lại của camera giám sát từ khi anh vào khách sạn đến sáng nay đã biến mất. Anh ăn cơm đi.
Nạn nhân tên là Thủy, 25 tuổi, mà chẳng phải hiền lành gì đâu. Đã có 3 tiền án, 5 tiền sự. Giờ tụi em đang điều tra lại xem Thủy có xích mích hay có hằn thù với đối tượng nào khác không. Ừ. Mặc dù từ lúc bị tạm giam đến nay Phong luôn có tâm trạng lo lắng, bất an, nhưng em có linh cảm là anh ta không có liên quan tới cái chết của Thủy. Khốn nạn! Tối ngày ăn nhậu, tụi mày đã thấy cái hậu quả của tụi mày chưa? Trước khi thằng Phong đánh tụi nó, thằng kia có nói gì phải không? Nói! Dạ, thằng đó nói cha con mày hết thời rồi. Chuyện của anh chỉ có anh em mình biết thôi. Thằng đó là thằng nào? Tại sao nó biết được? Con đã tìm hiểu kỹ rồi. Nó chỉ là một thằng cò con thôi, không thể nào biết được mọi chuyện của chúng ta. Chẳng lẽ có thằng nào gài thằng Phong vào bẫy sao? Tình hình ra sao rồi anh? Mày đi coi thằng Phong sao rồi? Có cách nào giải quyết không? Đang bị tạm giam, bên công an đã quyết định khởi tố vụ án. Tại sao như vậy được? Tôi không tin là thằng Phong giết thằng đó. À, tôi và tụi mày đi đâu? Cụ thể thế nào? Nói. Dạ. Thôi không cần nói nữa. Tôi đang nghi ngờ có đứa hãm hại thằng Phong. Anh nghĩ đứa nào? Anh nói đi, tôi xử hết cả nhà nó cho coi. Thôi được rồi, anh cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ lật tung thành phố này lên, có thằng nào dám hãm hại thằng Phong. Chú đã nói chuyện cụ thể với người ta chưa? Từ sáng tới giờ em có gọi mấy lần. Hiện tại công an đang điều tra. Anh hãy nói tình hình đang nhạy cảm, không nên liên lạc. Có gì anh sẽ báo sao. Anh ba, có khi nào thằng Phong nóng quá rồi? Chuyện đã đến nước này rồi thì không thể tha thứ cho nó được nữa. Thêm.
Mày có nghe vụ thằng Phong chưa? Rồi. Mày thấy thái độ của cha con ông Tư hôm nay thế nào? Ý anh là sao? Mày biết tao muốn gì mà. Mẹ mày, mày nghĩ thằng Phong giết thằng đó sao? Anh em chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, mày biết tính thằng Phong thế nào mà. Em đâu có nghe chú Tư với thằng Bảo nói gì đâu. Thái độ cũng bình thường hả? Bây giờ tao không biết làm gì hết. Tao chỉ xin mày giúp tao một lần nữa, được không? Công nhận lâu ngày không gặp em dễ thương quá. Xíu đi chơi với anh nha. Sao? Ở đây có chuyện của cô biết. Mày là ai? Ai sai mày gây chuyện với Thần Phong? Tao không biết Thần Phong nào hết. Mày có muốn đi theo đại ca của mày không? Tao chỉ nghe anh Thủy nói đi kiếm chuyện đánh Thằng Phong một trận. Tụi tao đánh xong rồi tụi tao về. Sáng nay nghe tin anh Thủy chết, tao đâu có biết. Rồi sao nữa? Tao có hỏi, anh Thủy nói có người nhờ, nhưng không nói lại hết. Tao không biết gì hết, tao thề. Mày tha cho tao đi. Dạ. Mời đại ca. Dạ. Vô. Vô. Làm gì ở đây vậy? Tao đi làm vòng kiếm chút gì ăn. Con nhỏ kia lại hả? Đâu, bộ tao rảnh lắm hả? Đi với tao. Chào anh. Có tin gì mới chưa? Còn vụ ông Tư với thằng Hải Trắng thì mày biết được tin gì? Cũng chẳng có gì. Mà anh yên tâm đi, em đã hứa là em sẽ làm mà. Ừ, vậy thôi. Không có gì thì tao đi. Alo, tôi đây. Hình như vụ thằng Phong là do đàn em của Hải Trắng làm. Lúc nào cũng mở miệng nói anh em mình sống chết có nhau, có phải như vậy không? Ừ, thì sao? Tại sao anh coi tụi tôi như là con nít? Mày nói làm nhảm gì vậy sao? Anh đừng có giả bộ nữa.
Anh đang hiểu tôi đang nói chuyện gì chứ gì? Đã làm thì đừng sợ người ta biết, mà đã sợ người ta biết thì đừng có làm. Bây giờ ý mày muốn sao đây? Có gì nói mẹ đi, đừng có chơi trò phủ đầu tao đó. Nè, mày đưa đủ bằng chứng tao phản bội anh em á, tao chặt cái đầu cho mày ngồi nè. Tao bắt mày phải hầu hạ tao chút rồi, mày biết chưa? Đừng có nghe không?